mình đi chơi xa làng quá rồi, giờ mới kiếm đường về đây. Ui, phía trên kia có ngôi làng kìa. Ui giời, hên quá, tối nay mình có chỗ ngủ rồi. Đây rồi, tới nơi rồi. Cuối cùng cũng tới được một ngôi làng cho mình tá túc qua đêm rồi. Ở đây nhà ai cũng vô nhà hết trơn mà tao không biết có chỗ nào cho mình ở ké đông nữa. Wow, cái chỗ này rộng lớn như ta. Ý, ủa, bên kia như có cái quán ăn kìa, để mình vô hỏi thăm thử ra coi. Ui. Ô, chào quý khách. Ô, chào mấy dân làng. Ủa, ở đây còn bán đồ ăn không dạ? Đúng rồi, quán chúng tôi còn mở, 5 phút nữa chúng tôi mới đóng lận. Mấy dân làng ơi, bác có thể làm món gì đó cho con ăn nhẹ nhẹ không ạ? Trời, con đói bụng quá à. Ồ, vậy cậu bé ngồi lên ghế đi, để ta làm cho. Cảm ơn mấy dân làng nhiều nha. Ôi trời ơi, có được bữa ăn rồi. Rồi, được rồi, để cái dĩa này lên bàn nè. Rồi, bắt đầu nhúng tay vào làm thôi. Làm nè, làm đồ ăn nè. Trời ơi, đói bụng quá đi, mấy dân làng ơi, sao không rồi, dạ? Đây, dĩa thịt nướng của nhóc đây. Wow, thơm ngon quá đi à. Trời, cảm ơn mấy dân làng nhiều nha. Ngon quá đi, thơm. Ủa mà cậu bé giờ này còn đi đâu mà tại sao còn ở ngoài đường vậy? À, do con đang đi khảo sát những khu vực xung quanh á, do lệnh của tổng thống Y Hà đó. Vậy đó hả? Nhưng mà tôi nghĩ cậu nên đi về sớm hơn đi, tại vì buổi tối ở đây rất là nguy hiểm. Ủa, nguy hiểm á? Con thấy chỗ này bình yên quá trời mà, làm gì có nguy hiểm gì đâu. Tại vì ở trong vùng đất này mỗi buổi tối có một con quái vật xuất hiện ra, bắt người dân đi về làm thức ăn cho nó. Ủa vậy á mấy dân làng? Nhưng mà giờ làng của con xa quá à, con chạy về không có kịp. Đây, bây giờ cậu hãy đi theo tôi hướng này. Bây giờ cậu cứ đi thẳng đi, nó sẽ có một căn nhà nghỉ đó, cậu có thể nghỉ qua đêm ở đây. Ôi vậy á, trời cảm ơn mấy dân làng nhiều lắm nha. Trời, con trả tiền đồ ăn này, đây 2 đồng cho bác nè. Thôi bây giờ mau đi nhanh đi, trời sắp tối rồi kìa. Dạ, để con qua xếp tử. Hình như chỗ này đúng không? Ủa, có cái giường nè, hình như đúng chỗ rồi. Xin chào quý khách đã đến với chỗ của chúng tôi, quý khách cần gì ạ? Ủa à, chị ơi, cho em hỏi là chỗ này còn phòng ngủ mà em muốn ở qua đêm. Muốn ở qua đêm sao? Chúng tôi còn phòng đó, nhưng mà nếu muốn ở qua đêm chúng tôi cần phải thu lệ 5 đồng. 5 đồng á? Ờ, em còn 6 đồng này chơi. Đây, em trả chị nè, đó. Được rồi, bây giờ cậu hãy đi theo tôi ở hướng này. Đây, tôi sẽ dẫn cậu lên phòng. Ồ, dạ, cảm ơn chị. Đây, chính là phòng ngủ của cậu đây. Và chỗ cậu ở sẽ ở chỗ này. Ồ, dạ, trời, cảm ơn chị nhiều lắm nha. Được rồi, em sẽ ở chỗ này. Bận quá, vừa đúng lúc trời đang có đầu tối rồi kìa. Nhưng mà bây giờ tôi có điều muốn nói với cậu nè. Ủa, mà có chuyện gì vậy chị? Khi mà cậu ở đây, dù cho có âm thanh hay là bất kỳ thứ gì, cậu cũng không được ra khỏi nhà. Dạ, được rồi, em biết rồi. Vậy thì tốt rồi, được rồi, bây giờ tôi sẽ đi xuống dưới trước đây. À, tạm biệt chị nha. Ôi, yeah, có chỗ ngủ rồi. Ôi, mệt mỏi quá, chắc mình cũng ngủ sớm luôn đây. Ôi, cái làng này có quái vật ở ta, nhưng mà mình nghĩ quái vật sẽ không dám tấn công vô đây đâu. Thôi, đi ngủ rồi. Ôi, ngủ một giấc thôi nè. Ủa, cái gì vậy? Ủa sao mình nghe tiếng gì nghe nó đáng sợ quá vậy? Ôi, ủa, có chuyện gì vậy ta? Có thấy con mèo ngoài đây đâu vậy? Ui, có cái gì màu tím tím? Ui, con cái gì vậy? Ui, nó kìa. Ui, thì mình phải lấy cái chỗ này mình trèo lên mới được, để xem thử coi mình có thấy được rõ đâu. Ôi, đâu, đây. Ui, ủa, nó đâu rồi ta? Ở chỗ này có cái khung kính à, khó nhìn. Ui, nó kìa. Quái vật 5 đầu luôn hả? Nhìn nó đáng sợ quá vậy. Ui, mình dưới đây nhìn vô mấy cái ngôi nhà sao á. Nó đi rồi. Không thấy nó đâu luôn. Ui, thấy có gì tím tím. Ui, nó kìa. Ui, nó đi tới chỗ lâu đài á. Ủa, nó định làm gì? Ui, nó nhảy một phát lên tới. Ui, nó vô tới bên trong luôn à kìa. Cái lâu đài cao lắm á mà nó nhảy qua tới luôn hả? Chắc mình đi ngủ đây, chứ ở đây dưới các quái vật ăn thịt mình mất. Đi ngủ đi, đừng quan tâm gì khác đó. Đi ngủ thôi. Ôi trời sáng rồi, trời ơi, ngủ đã quá đi. Ôi trời sáng rồi. Thôi đi xuống và chuẩn bị đi về làng sinh tố thôi. Trời ơi, giờ phải làm sao đây, Ủa chị ơi, chuyện là như thế này nè. Đêm qua công chúa của dân làng đã bị bắt cóc rồi. Ủa thiệt hả? Đúng rồi, nếu bây giờ không có công chúa thì cái vương quốc này chả còn là cái vương quốc gì nữa. Không lẽ tối qua mình thấy con quái vật đó chạy vô lâu đài, không lẽ nó bắt công chúa thiệt hả ta? Ủa vậy có ai đi giải cứu công chúa chứ vậy? Hiện tại thì quốc vương đang treo thưởng cho ai có thể
giải cứu được công chúa kìa. Nhưng mà hiện tại chúng tôi rất là sợ, chúng tôi không có dám làm đâu. Ôi ơi, vậy để tôi đi gặp bà tử đức vua xem thử nha, để có gì tôi có thể hỗ trợ mọi người. Đấy, đi thôi, tới coi. Thì ra đây là lâu đài của dân làng hả? À, trời, con quái gì hôm qua nó nhảy cao tới trên tút trên kia luôn hả? Để mình đi vô trong tử đức. Công chúa của ta. Ui, sao mình nghe tiếng giọng đó đâu vậy? Ui, hình như đức vua bên trong này á. Ngài ấy đang khóc. Ê, ngài đức vua ơi, xin thương ngài. Thằng nhóc nào đây, ngươi tới đây làm gì vậy hả? À, tôi tới đây để giúp hỗ trợ mọi người nè. Tôi nghe nói hình như công chúa mới vừa bị bắt cóc đúng không đức vua? Đúng vậy, nhưng mà thằng nhóc như ngươi làm được cái gì chứ? Ngài nói vậy ngài đức vua, tôi chính là một thành viên trong làng sinh tố nè. Làng sinh tố, hình như ta đã từng nói chuyện với tổng thống Hiha bên làng sinh tố rồi thì phải. Vậy là cậu có thể giải cứu cho công chúa của ta đúng không? Cậu có thể làm được không? Được, được thứ ngài, thần có thể giúp đỡ mọi người giải cứu công chúa. Vậy hả, vậy cậu có kế hoạch gì chưa? Theo tần biết là con quái vật đó, nó có khả năng nhảy rất là cao luôn đó. Với lại nó cũng đi khá là nhanh nữa, nên chúng ta cần phải khắc chế nó lại. Sao mà khắc chế được chứ, nó là một con quái vật khá là mạnh mẽ mà. Nó đã lại gây hại cho làng của ta mấy ngày vừa qua rồi. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ vẫn có một điểm yếu. Thần có một kế hoạch này thưa bệ hạ. Đó chính là ngài sẽ xây một cái hố thật là lớn và đổ thật là nhiều xì la vào trong đó. Thật sao? Vậy cái đó có thể có tác dụng sao? Đúng rồi, xì la có thể làm mọi thứ chậm lại mà. Giờ ngài cử người đi làm đi, tôi sẽ đi giải cứu công chúa. Được rồi, ta sẽ dựa theo những lời ngươi nói và ta sẽ kêu người dân của ta làm. Đây nè, ta có hành kiếm này dành cho nhóc nè, hãy cầm nó và đi giải cứu công chúa đi. Ồ, dạ thưa bệ hạ, thần đi đây. Ồ, nhưng mà khoan, mình chưa biết đường để hỏi bệ hạ lại cái. Ơ, nhưng mà bệ hạ ơi, thần chưa biết vị trí của con quái vật đó ở đâu đó. Nó nằm ở trong cái hầm mỏ bỏ hoang đó, cậu chỉ cần đi đến đó là được. Cái gì hầm mỏ bỏ hoang hả, hướng nào vậy bệ hạ? Nó nằm ở phía bắc đó, hãy đi đến đó đi. Ồ, tuấn lệnh. Đi bắc ở phía bên này là mình thấy rồi nè. Cái chỗ này là khu vực hầm mỏ đó. Leo lên rồi coi, không là con quái vật giờ này nó không có ở đây. Lên tới rồi, trời ơi, thì công nhận to thiệt chứ. Quái vật nó coi dưới đây không vậy trời? Chỗ này nó rộng lớn như vậy nhưng mà giờ chẳng còn ai ở chỗ này hết á. Phía trước có mấy con chim bi kìa. Ý, có đường đi. Hình như mà mình đi đường này đúng rồi nè. Đi thôi, vậy là mình phải hạ đám zombie này rồi. Mình mau vô đây coi. Ui, chạy chắc. Ui, lao tới á. Một đứa, hai đứa. Mấy con này dễ đánh á. Ây cha. Ui, sao nó đánh mình ly tôi. Ây cha. Chết đi này. Đi đâu. Ui, cái gì vậy? Quá trời luôn kìa. Đúng là cái hang mỏ này nó bị bỏ hoang thiệt rồi. Lao tới quá trời ấy. Ừ, mày nè. Một đứa. Hai đứa. Ba đứa luôn. Chết đi này. Mày nè. Chết đi này. Mày con cuối cùng, ở đâu rồi? À, mày đứng lại, núp ở mày. Ui, cái đám này nó nhiều dữ đây. Thôi, xong rồi, đi tiếp thôi. Như mình tới, đường xuống rồi. Ui dồi, ở phía dưới kia có nước kìa. Chắc mình sẽ nhảy xuống dưới rồi lẹ nè. Ây cha, xuống rồi. Ây da, xuống tới dưới luôn rồi. Chắc mình sẽ đi đường hướng bên này đi. Đi hướng này đúng. Ui, mình thấy nó rồi. Chứ nhìn qua là thấy nó luôn á. Ui, nó đang đi kìa. Hên quá. Nó đi phía trước kìa. Ui, nó đang làm gì á? Đi theo nó mới được. Chắc chắn nó sẽ dẫn mình tới chỗ của công chúa. Xuống dưới rồi. Ui trời, nó dẫn mình đi xuống đi chỗ nào luôn rồi. Ui, nó đâu rồi? Nó kìa. Nhanh lên. Chỗ này đi vô bên trong. Lẽ chỗ này là hang động của nó hả? Đi qua phía bên kia. Hay là chỗ này chắc chắn là chỗ điểm cuối. Phải đi kiếm cái chỗ mà nó bắt công chúa mới được. Trời ơi, cái chỗ này nó rộng quá vậy, đi bây giờ chẳng biết đi đâu luôn. Ý, trong kia mình thấy có cái lồng sắt kìa, không lẽ ở trong đây hả? Với chỗ này có mấy cái đầu lâu gì nhìn thấy xấu. Ý, kiếm coi, hình như đây là công chúa nè. Công chúa đúng không vậy? Thôi quá, im lặng nha, để mình lấy cái cúp ra mới được. Thôi công chúa bình tĩnh nha, để tôi giải cứu cho công chúa nè. Đập ra nè. Thôi, đi ra đi. Ê, con quái vật tao đáng sợ quá, bây giờ phải làm sao đây anh? Thôi được rồi, bình tĩnh đi, anh sẽ giải cứu cho em mà. Giờ em chèo lên người anh đi, anh sẽ đưa em ra nè. Ui, được rồi, đi thôi. Ui, trời ơi, sao mình nghe tiếng con quái vật có vậy? Ui, nó bên kia kìa. Ui, không sao rồi. Ý, được ra. Nhìn lên. Ui, con quái vật kia nó chạy nhanh quá vậy. Nhìn lên. Ui, có con thuyền nè. Chèo nó ra khỏi chỗ này mới được. Ui, chờ mấy
con mực mày né ra coi. Ôi giời, cái này chèo hơi bị khó. Ui, cái gì tới trên bờ luôn á. Ui, nhìn lên. Ui, mình chạy lên tới thượng lên trên rồi. Thôi về mới quất thôi. Còn quái vật đó chắc chắn sẽ di tới nhanh thôi á. Về tới nè công chúa ơi, nhanh lên. Đức chúa kìa. Con gái của tôi sao không vậy? Ui, đây rồi. Tôi đã đưa công chúa về rồi đó, thưa đức vua. Giờ ngài hãy đưa công chúa đi nơi nào đó an toàn đi. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà hứa cậu yêu cầu tôi cũng đã chuẩn bị rồi nè. Ở đây là có một lớp xì lam, còn ở phía kia có lớp mật ong nữa. Nó phải không để nhảy cao được nữa đâu. Được rồi, đức vua, ông ấy đi trốn đi. Tôi sẽ lo những việc còn lại cho. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu rất là nhiều nha. Đi thôi con gái. Đi rồi. Được rồi. Giờ thì còn cái đống này nữa thôi. Còn quái vật nó chắc sắp tới rồi đó. Chắc chắn còn quái vật dính vô cái đống này rồi. Ui, nó tới kìa. Tụi mình nghe tiếng nó rồi. Ui, đồ quái vật. Ta dưới đây nè. Ngươi con vô đây. Ta sẽ liều mẹ với ngươi. Vô đây, mình sẽ đánh nó một cái rồi. Ui, rồi sao? Nhảy đâu á? Ui, nhảy không được luôn rồi kìa. Trời, mày ngu lắm, chạy cho nhanh vô. Nó nhảy lên không tới. Trời ơi, chuyện này quá dễ mà. Dù mày có nhảy cao, cái nào cũng không tới đâu. Ui, nó hết làm được gì rồi kìa. Sao rồi, cậu có hạ gục được nó chưa? Giờ nó bị mắc kẹt dưới đây rồi, nó không làm gì được gì nữa đâu. Ôi vậy thì may quá, chúng tôi đã thoát rồi. Vậy mọi người tự giải quyết con này nha. Ôi, thôi tôi cũng phải đi về đây. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Rồi, làng của chúng tôi có một phần quà này muốn tặng cho cậu. Vì cậu đã tiêu gì con quá vật đây. Ôi, kim cương á. Trời ơi, bà mấy cục luôn. Ôi, cảm ơn ngài nhiều lắm nha. Ôi, tôi đi về đây. Giải quyết xong con quái vật là có một đống kim cương rồi, về làng thôi. Mấy bạn đi coi, có bạn nào tò mò về nhà hàng Rippy Pasta của mình không ạ? Nếu như các bạn biết hãy bấm qua video bên cạnh này của mình nha. Giờ thì mình sẽ qua bên dưới đây và tạm biệt các bạn.